Nhà thiết kế trẻ Phan Đăng Hoàng mang bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng Việt Nam đến với Milan Fashion Week. Bộ sưu tập La Painter nằm trong phần 2 của dự án Inside Việt Nam sẽ được nhà thiết kế trẻ Phan Đăng Hoàng ra mắt dự kiến vào ngày 26 tháng 2 năm 2022. Được biết, bộ sưu tập này sẽ được Vogue Italia công chiếu trực tiếp trên website của tạp chí và cũng là bộ sưu tập Hoàng tham dự với tư cách một trong những nhà thiết kế tại Apro Fashion Week, một hoạt động thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week vào tháng 2 năm nay. Vì tình hình dịch bệnh Covid tại Italy vẫn còn diễn biến khá phức tạp nên sẽ không có show diễn trực tiếp như tháng 9 năm 2021, nhưng các nhà thiết kế sẽ công chiếu bộ sưu tập theo dạng Digital Fashion Video. Hoàng cho biết thêm đây là bộ sưu tập nằm trong phần còn lại của dự án Inside Việt Nam, dự án tốt nghiệp của Hoàng và được chuẩn bị trong vòng 7 tháng sau khi kết thúc bộ sưu tập Quintessence vào tháng 7 năm 2021. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ những bức tranh của họa sĩ Lê Phổ, một trong những danh họa nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam, đã có những tác phẩm được bán đấu giá hàng triệu đô. Ông cũng có thời gian sống và định cư tại Pháp, nên những tác phẩm của ông có sự kết hợp hài hòa giữa Á Đông và phương Tây. Lý do Hoàng chọn lấy cảm hứng từ họa sĩ này vì ngày trước Hoàng được mọi người biết đến là một họa sĩ trẻ, với những bức tranh truyền thần sống động, từng hai lần được lên tạp chí mỹ thuật của Mỹ. Và cũng bởi lẽ Hoàng được sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo nghệ thuật, có ông bà là họa sĩ, nên Hoàng muốn dành bộ sưu tập cuối trong dự án này để tìm về với những giá trị vốn có của bản thân, giá trị truyền thống của gia đình và được thể hiện năng khiếu hội họa đưa vào thời trang. Hoàng chia sẻ thêm khi nhìn thấy những bức tranh của cố họa sĩ Lê Phổ giai đoạn ông chuyển sang vẽ tranh sơn dầu, Hoàng đã bị thuyết phục bởi gam màu nổi bật, hòa sắc ấn tượng của Thiều Quang Lê Phổ và cũng đưa những gam màu đó vào bộ sưu tập này của mình. Bộ sưu tập bao gồm 10 thiết kế được thực hiện kỳ công và đặc biệt hơn là vẫn sử dụng những phụ kiện đan lát mang âm hưởng truyền thống Việt Nam, được tạo nên bởi những người thợ thủ công lành nghề tại các làng nghề truyền thống đã dành hàng tháng trời để góp phần tạo nên bộ sưu tập La Painter, hoàn thiện bức tranh về một Việt Nam bình dị, ấm áp và luôn ẩn chứa những vẻ đẹp phi thường trong con mắt Hoàng. Bộ sưu tập này cũng sẽ là bộ sưu tập Hoàng mang đến buổi tốt nghiệp để kết thúc chặng đường sinh viên thời trang gần 4 năm tại Milan, mở ra một con đường mới theo đuổi thời trang một cách chuyên nghiệp nhất. Cũng thông qua dự án Inside Việt Nam, Hoàng mong muốn được bày tỏ tình yêu, sự gắn bó với quê hương Việt Nam và mong muốn lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp về tinh thần văn hóa của dân tộc đến với bạn bè quốc tế. Trước đó, trong khuôn khổ bên lề của Milan Fashion Week 2021, nhà thiết kế trẻ Việt Nam Phan Đăng Hoàng cũng có buổi trình diễn ấn tượng. Trước sau diễn, anh bất ngờ được giới thiệu bộ sưu tập của mình đến với tổng biên tập tạp chí Vogue, quyền lực nhất làng thời trang thế giới, Anna Wintour và siêu mẫu hàng đầu thế giới Naomi Campbell. Phan Đăng Hoàng xúc động cho biết, một lần nữa ước mơ của biết bao sinh viên thời trang được gặp mặt người phụ nữ quyền lực này một lần trong đời và Hoàng đã làm được ở tuổi 21. Bà Anna Wintour đã dành cho Phan Đăng Hoàng những nhận xét cũng như đánh giá rất cao bộ sưu tập Quintessence tinh hoa sẽ diễn vào hôm sau. Bà thích từ chất liệu, màu sắc, cách phối hợp hòa quyện Editor-in-Chief của Vogue British và Vogue Italy cũng rất ngạc nhiên trước sự sáng tạo trong bộ sưu tập tinh hoa. Thậm chí, Naomi Campbell còn muốn được ướm thử. Bộ sưu tập được Phan Đăng Hoàng giới thiệu tại Milan Fashion Week là Quintessence tinh hoa, lấy cảm hứng từ các làng nghề thủ công Việt Nam. Các thiết kế gửi gắm thông điệp về gìn giữ và bảo vệ những nét đẹp truyền thống đang dần bị mai một. Không thể về nước do dịch Covid-19, anh phải tìm kiếm các chất liệu phù hợp ở châu Âu.